Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba. Ngoại trưởng Nga cảnh báo nguy cơ thực sự về chiến tranh thế giới thứ ba trong bối cảnh phương Tây gia tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine để đối phó với chiến dịch quân sự của Moscow. Trong cuộc phỏng vấn đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga hôm 25 tháng 4, Ngoại trưởng cảnh báo việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine đồng nghĩa với việc Liên minh NATO về bản chất đang tham chiến với Nga và Moscow coi những vũ khí này là mục tiêu tấn công hợp pháp. Những vũ khí này sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp cho hành động quân sự của Nga trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố. Các cơ sở lưu trữ vũ khí ở miền Tây Ukraine từng nhiều lần trở thành các mục tiêu của lực lượng Nga. Về bản chất, NATO đang tham gia vào một cuộc chiến tranh với Nga thông qua một bên ủy nhiệm và NATO đang trang bị cho bên ủy nhiệm đó, ông Lavrov nói thêm. Về vấn đề đàm phán, Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng chỉ trích cách tiếp cận của Ukraine. Thiện chí cũng chỉ có giới hạn nếu không có đi có lại, thì điều đó không giúp ích gì cho quá trình thương lượng, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông Lavrov khẳng định Nga vẫn đang tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán với nhóm đàm phán do Tổng thống Ukraine ủy nhiệm và những cuộc tiếp xúc này sẽ tiếp tục. Trước tình hình căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Nga cho rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba là có thật. Mối nguy hiểm này rất nghiêm trọng, tồn tại thực sự và không thể đánh giá thấp điều đó, ông Lavrov cảnh báo. Đề cập tới cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga tin tưởng rằng mọi thứ tất nhiên sẽ kết thúc với việc ký kết một hiệp định. Nhưng các yếu tố của hiệp định này sẽ được xác định bởi tình trạng giao tranh diễn ra tại thời điểm hiệp định trở thành hiện thực, ông Lavrov nói thêm. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh hồi đầu tháng, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết nếu Ukraine trở thành một thành viên của NATO và tấn công Nga để giành quyền kiểm soát Crimea, áp dụng điều 5 của hiến chương NATO, các nước đồng minh có vũ khí hạt nhân sẽ phải bảo vệ Ukraine. Điều này có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Chiến dịch hiện tại sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi mối đe dọa tiềm tàng của một cuộc chiến như vậy. Theo hiệp ước của NATO, liên minh này sẽ kích hoạt điều 5, tức là hành động quân sự tập thể khi một hay nhiều thành viên của khối bị tấn công quân sự. Ukraine đã nhiều lần đề xuất gia nhập NATO, song vẫn chưa được chấp nhận. Ông khẳng định đây không phải là một cuộc chiến tranh, mà là một chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng, việc Nga triển khai chiến dịch này là cần thiết vì Ukraine đã trở thành một trung tâm chống Nga kể từ năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 3 tuyên bố Washington sẽ không gây chiến với Nga ở Ukraine vì xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Tuy vậy, Mỹ và các đồng minh vẫn tiếp tục hỗ trợ tài chính, trang thiết bị quân sự cho Ukraine nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.